đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi về tháng 9 2018 âm lịch, tuổi Thìn chật vật, tuổi Sửu thăng tiến. Tử vi tháng 9 năm 2018 âm lịch của 12 con giáp có khá nhiều biến động. Nếu như người tuổi Thìn chật vật đương đầu với khó khăn thì người tuổi Sửu lại ung dung tự tại đón cơ hội thăng quan tiến chức. Tử vi về tuổi Tý tháng 9 2018 về âm lịch, dương lịch là ngày 9 tháng 10 2018 đến ngày 6 tháng 11 2018. Về can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Nhâm Thủy, địa chi là Tuất Thổ, đặc trưng là Tam Thổ khắc Thủy. Thái tuế là thiên can khắc, địa chi bản mệnh, cục diện là ổn định, vượng vận quý nhân. Xem tử vi tháng 9 2018 âm lịch của người tuổi Tý cho thấy dấu hiệu ổn định, công việc tiến triển đều đều, có quý nhân tương trợ. Trong tháng 8, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức độ hài hòa, có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Điềm báo kẻ tiểu nhân tuy có nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, bản mệnh vững tin làm những việc điều mình muốn và gặt hái kết quả khả quan. Về tài lộc thì sáng, thứ tài khởi phát mạnh mẽ, có nhiều cơ hội đầu tư kiếm lợi nhuận cao, sáng suốt lựa chọn và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn cho bạn. Có điều vận trình vẫn tiềm ẩn hung hiểm nên đừng chủ quan, hiện tượng phá tài ẩn tàng, cẩn thận quản lý túi tiền chật vật. Chi tiêu duy trì ở mức độ cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ, ra ngoài hạn chế mang theo nhiều đồ quý giá kẻo bị mất trộm. Ngoài ra cẩn thận khi cho vay mượn tiền bạc, tránh tình trạng tiền tuột khỏi tay, trở đi không trở lại. Về sức khỏe của người tuổi Tý ổn định, hầu như không bị bệnh tật nghiêm trọng, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân, học cách hóa giải tâm lý như chia sẻ với gia đình, người thân hoặc bạn bè, hoặc đi du lịch nhiều hơn, hăng hái tham gia các hoạt động tập thể. Tháng vượng đào hoa, bản mệnh chủ động nắm bắt để thúc vượng nhân duyên, không khó để gặp người tâm đầu ý hợp. Các cặp vợ chồng có dịp hóa giải mâu thuẫn, hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ hay một vài chuyến đi du lịch xa. Bản mệnh nên biết cách tính vận mệnh của người tuổi Tý, mệnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hãy xem chi tiết vận hạn tháng 9 2018 âm lịch của người tuổi Tý là tháng Nhâm Tuất, dương lịch. Tử vi tuổi Sửu tháng 9 2018 âm lịch, năm Nhâm Tuất, dương lịch là ngày 9 tháng 10 năm 2018 đến ngày 6 tháng 11 năm 2018. Can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Nhâm Thủy, địa chi là Tuất Thổ, đặc trưng là Tam Thổ khắc Thủy. Thái tuế thiên can khắc địa chi bản mệnh là tài lộc vượng, đầu tư hợp lý sẽ thu lời lớn. Coi bói tử vi phương Đông, sang tháng Nhâm Tuất, người tuổi Sửu vượng vận quý nhân, có lợi cho phát triển về sự nghiệp, cơ hội thăng quan tiến chức ầm ầm. Tài lộc vượng, đầu tư phù hợp sẽ thu về lợi nhuận tối ưu, nên mạnh dạn triển khai và mở rộng, nhưng đừng quá tham lam mà mù quáng, có kẻ xấu lừa gạt tiền của mình. Về vận trình tình cảm thì đào hoa, đôi bên ít phát sinh mâu thuẫn, dù thời gian bên nhau không quá nhiều, tuy nhiên cần đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện phá hoại hạnh phúc gia đình. Về sức khỏe, những chú trâu khá ổn định, chú ý bảo vệ về mắt, ăn uống tăng cường các thực phẩm bồi dưỡng cho mắt để nâng cao thị lực. Và hãy xem chi tiết vận hạn tháng 9 2018 âm lịch của tuổi Sửu. Tử vi của tuổi Dần tháng 9 2018 về âm lịch, tháng Nhâm Tuất, dương lịch là từ ngày 9 tháng 10 năm 2018 đến ngày 6 tháng 11 năm 2018. Về can chi, ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Nhâm Thủy, địa chi là Tuất Thổ, đặc trưng Tam Thổ khắc Thủy. Thái tuế là thiên can tương khắc, địa chi bản mệnh, tam hợp cục nâng đỡ, mưu sự dễ thành. Xem tử vi tháng của 12 con giáp, người tuổi Dần được tam hợp cục che chở, vận khí vượng, mưu sự dễ thành, ưu tiên tiến hành những dự định lớn hoặc quan trọng, tỷ lệ thành công khá cao, tài lộc vì thế cũng dồi dào, thu nhập đến từ nhiều nguồn, cả chính tài và thứ tài đều hanh thông. Về phương diện tình cảm, mọi thứ đều duy trì ở mức độ hài hòa, một khi có nền tảng tình cảm vững vàng, bản mệnh yên tâm phấn đấu cho những dự định lớn trên con đường sự nghiệp và làm giàu,
về sức khỏe, người tuổi Dần chú ý duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao đều đặn, tránh tình trạng tăng cân đột biến. Đi đứng lái xe phải thận trọng, không uống rượu bia để đảm bảo lộ trình an toàn. Hãy xem chi tiết vận hạn của tháng 9 2018 âm lịch của người tuổi Dần. Tử vi cho người tuổi Mão tháng 9 2018 về âm lịch. Tháng 9 là nhâm tuất, dương lịch là từ ngày 9 tháng 10 năm 2018 đến ngày 6 tháng 11 năm 2018. Về can chi là ngày giáp tuất, tháng nhâm tuất, năm mậu tuất, ngày nhâm dần, tháng nhâm tuất, năm mậu tuất. Về thiên can là nhâm thủy, địa chi là tuất thổ, đặc trưng là tam thổ khắc thủy. Thái tuế là thiên can tương khắc, địa chi bản mệnh lâm tượng, nhị hợp, thì khí dồi dào. Xem tử vi tuổi Mão tháng 9 2018 âm lịch, thấy vạn khí cát lành, mang tới sự thuận lợi và hỷ sự. Sự nghiệp vẫn có trở lực nhưng không lớn, bằng trí thông minh và tài ngoại giao khéo léo, bản mệnh vẫn đạt được mục tiêu đã đề ra. Xem vận mệnh của người tuổi Mão theo tháng sinh âm lịch để hiểu hơn về con giáp này. Về tài vận thì khởi vượng, thứ tài đắc lợi, mang tới vận may về tài chính. Thời điểm này thích hợp về đầu tư kinh doanh, nhất là các dự án bất động sản, nhưng lưu ý phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Về phương diện tình cảm khá lý tưởng, nhân duyên nở hoa kết trái, dù là người độc thân hay đã kết hôn đều thỏa mãn với các mối quan hệ của mình. Về sức khỏe, những chú mèo hết sức lưu ý vấn đề an toàn khi đi lại cũng như lao động, nhất là những ai thường xuyên phải lái xe đường dài hoặc là làm các công việc nguy hiểm, chú ý bảo vệ tính mạng cho chính mình. Hãy xem chi tiết vận hạn tháng 9 2018 âm lịch của người tuổi Mão. Tử vi về tuổi Thìn trong tháng 9 2018 âm lịch. Tuổi Thìn tháng 9 nhâm tuất, dương lịch là từ ngày 9 tháng 10 năm 2018 đến ngày 6 tháng 11 năm 2018. Can chi là ngày giáp tuất, tháng nhâm tuất, năm mậu tuất, ngày nhâm dần, tháng nhâm tuất, năm mậu tuất. Thiên can là nhâm thủy, địa chi là tuất thổ, đặc trưng là tam thổ khắc thủy. Thái tuế là thiên can tương khắc, địa chi bản mệnh, vận khí thăng trầm, công việc khó khăn, sức khỏe giảm sút. Xem tử vi tháng 9 2018 về âm lịch, người tuổi Thìn chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, vận trình tháng giảm sút mạnh, công việc đối diện nhiều khó khăn, áp lực nên thăng trầm bất ổn. Có những việc tưởng chừng sắp hoàn thiện nhưng giữa chừng lại bị dừng lại do sự cố hoặc lý do khách quan nào đó. Về vận trình tài lộc chưa có sự khởi sắc, duy trì nó ở mức độ ổn định là tốt rồi. Không cưỡng cầu phát tài phát lộc, người kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ cũng nên chú trọng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm, thay vì chỉ chăm chỉ chú ý đến cạnh tranh giá cả. Như vậy, tình hình kinh doanh mới khởi sắc được, nên chọn đối tác làm ăn hợp mệnh để thúc vượng tài lộc. Tâm lý bất ổn là nguyên nhân chính khiến vận trình tình cảm của người tuổi Thìn xuống dốc, vì cục diện tương xung ảnh hưởng, bạn dễ nóng và suy nghĩ bế tắc, thậm chí nảy sinh lòng đố kỵ, thiếu sự nhẫn nại. Trong công việc cũng dễ hiểu, nhưng nếu điều này ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của lứa đôi, quả thực là không đáng. Về sức khỏe của người tuổi Thìn giảm mạnh vì tinh thần suy sụp, suy nghĩ quá nhiều và áp lực không được giải tỏa. Ngoài ra cần đề phòng các chứng bệnh về tim mạch nghiêm trọng, có thể bị đột quỵ. Tuổi Thìn hãy xem chi tiết vận hạn tháng 9 năm 2018 âm lịch của người tuổi Thìn. Tử vi về tuổi Tỵ tháng 9 năm 2018 về âm lịch. Về dương lịch là từ ngày 9 tháng 10 2018 đến ngày 6 tháng 11 năm 2018. Về can chi là ngày giáp tuất, tháng nhâm tuất, năm mậu tuất, ngày nhâm dần, tháng nhâm tuất, năm mậu tuất. Về thiên can là nhâm thủy, địa chi là tuất thổ, đặc trưng là tam thổ khắc thủy. Thái tuế là thiên can tương khắc, địa chi bản mệnh, tiền bạc kiếm được bao nhiêu, tiêu bằng hết. Xem tử vi 2018 sang tháng nhâm tuất, vận trình của người tuổi Tỵ giảm sút, xuất hiện một vài dấu hiệu bất thường, ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới tinh thần. Về công việc, cạnh tranh kịch liệt, có kẻ tiểu nhân hãm hại, muốn kê cao gối ngủ cũng khó trong giai đoạn này. Hợp tác làm ăn không suôn sẻ ngay từ đầu, cần chọn các đối tác tốt cả về đạo đức lẫn tiền tài và kinh tế. Về tài vận, khó mà như ý khi tiền kiếm được bao nhiêu lại tiêu sạch. Các khoản chi tiêu trong tháng này phát sinh nhiều, lại có dấu hiệu phá tài, cần thận trọng. Về kinh doanh buôn bán khá chật vật, cần phải nghĩ ra cách thức để nâng cao doanh thu, bán hàng,
Theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp thường xuyên để chủ động nắm bắt cơ hội về tài chính. Tháng này đào hoa khá vượng, thích hợp cho người độc thân tìm nửa kia của mình và có lợi cho các cặp đôi tính chuyện kết hôn. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng liên tục xảy ra cãi vã, mâu thuẫn vì không có tiếng nói chung. Cả hai nên cùng chung nhau xem xét các vấn đề, sự nỗ lực của một người thôi là chưa đủ. Về sức khỏe tháng này khá ổn định, tuổi Tỵ không mắc bệnh nghiêm trọng, tuy nhiên bệnh vặt khó tránh. Tháng này thời tiết chuyển sang lạnh sâu, chú ý giữ gìn cơ thể, không để hàn khí xâm nhập gây ra các chứng bệnh về phong hàn như cảm mạo, đột quỵ hay ho hắng. Hãy xem chi tiết vận hạn tháng 9 năm 2018 âm lịch của người tuổi Tỵ. Tử vi về người tuổi Ngọ tháng 9 năm 2018 âm lịch về dương lịch là từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 năm 2018, can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Nhâm Thủy, địa chi là Tuất Thổ, đặc trưng là Tam Thổ khắc Thủy, Thái Tuế là thiên can tương khắc, địa chi bản mệnh, vận trình bừng sáng, điềm báo đại cát đại lợi. Tử vi năm 2018 của người tuổi Ngọ trong tháng 9 âm lịch, vận trình bản mệnh bừng sáng đại cát đại lợi, công việc thuận lợi, tiền đổ về sáng lạn, thích hợp phát triển quy mô làm việc, thử sức với các hạng mục mạo hiểm, bản mệnh có tài tình cao chiếu, mang tới nhiều vận may tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các hạng mục kinh doanh đầu tư. Về vận trình tình cảm đa sắc phong phú, nhiều trải nghiệm bất ngờ, nhân duyên khắc giới, vượng tới mức đi đâu bạn cũng được. Mọi người chú ý, thời điểm này thích hợp cho các cặp vợ chồng hóa giải mâu thuẫn, giận hờn và hâm nóng tình cảm. Về phương diện sức khỏe của người tuổi Ngọ bình ổn, ngoài yếu tố về dinh dưỡng, bản mệnh nên chú ý luyện tập thể dục thể thao, nhất là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp và mắt rất cao. Hãy xem chi tiết vận hạn tháng 9 năm 2018 âm lịch của người tuổi Ngọ. Tử vi về người tuổi Mùi trong tháng 9 năm 2018 âm lịch. Về dương lịch, từ ngày 9 tháng 10 năm 2018 đến ngày 6 tháng 11 năm 2018, về can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Nhâm Thủy, địa chi là Tuất Thổ, đặc trưng là Tam Thổ khắc Thủy, Thái Tuế là thiên can tương khắc, địa chi bản mệnh, có tai tiếng thị phi, hành sự thận trọng, mưu sự khó khăn. Xem tử vi tháng 9 năm 2018 âm lịch của người tuổi Mùi báo hiệu khá nhiều đột biến xấu có thể xảy ra do cục diện tương phá ảnh hưởng. Theo đó, công việc có kẻ phá bĩnh, gây điều tiếng thị phi, ngấm ngầm hãm hại, dù là ai đi nữa, có thể bạn biết thừa nhưng đây không phải thời điểm để chỉ thẳng mặt với người đó. Hãy lấy lòng quân tử để đối đãi kẻ tiểu nhân, mỉm cười trong mọi nghịch cảnh, ắt thu phục được lòng người. Về tài vận có xu hướng giảm, chính tài ổn định hơn, thứ tài ảm đạm. Thời điểm này đầu tư các hạng mục quy mô lớn và một sự mạo hiểm, cần cân nhắc kỹ càng, nên học cách chi tiêu tài chính thông minh, khoản gì cần chi nên chi. Ngược lại, nếu không quá cấp bách thì có thể trì hoãn. Trong tháng ra ngoài khóa cửa cẩn thận, đề phòng kẻ trộm đột nhập. Về vận trình tình cảm của người tuổi Mùi chưa đâu vào đâu, bản mệnh vẫn tiếp tục những rắc rối còn tồn đọng từ tháng trước. Chỉ còn cách suy nghĩ lạc quan hơn, học cách buông bỏ tâm trí, bạn mới có thể thư thái. Về phương diện sức khỏe, dễ xảy ra vấn đề bất thường, chú ý dinh dưỡng bằng cả đường ăn uống và luyện tập thể thao. Ngoài ra, đề phòng các bệnh lây lan qua đường hô hấp do thay đổi về thời tiết. Bản mệnh đừng quên xem hướng bàn thờ hợp phong thủy cho người tuổi Mùi phát tài phát lộc dồi dào. Và hãy xem chi tiết vận hạn tháng 9 năm 2018 âm lịch cho người tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân tháng 9 năm 2018 về âm lịch. Về dương lịch là từ ngày 9 tháng 10 năm 2018 đến ngày 6 tháng 11 năm 2018. Về can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Nhâm Thủy, địa chi là Tuất Thổ, đặc trưng là Tam Thổ khắc Thủy, Thái Tuế là thiên can tương khắc, địa chi bản mệnh, vận trình ổn định, không có quá nhiều biến động. Xem tử vi tuổi Thân năm 2018 sang tháng Nhâm Tuất, công việc của bản mệnh dễ diễn ra như thường lệ. Gây cảm giác nhàm chán nhất là những ai làm công chức, mọi thứ theo một nhịp điệu quá chậm, khiến không ít bạn khó thích nghi, nảy ra ý định muốn thay đổi môi trường làm việc.
các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa, bản mệnh hành sự lỗ mãng, dễ đắc tội với người khác, không được sự đồng thuận của họ, con đường phát triển sự nghiệp càng thêm chông gai. Về tài vận trong tháng không có sự chuyển biến tích cực, ngược lại còn có dấu hiệu phá tài, tổn hao tiền của. Có tiền phải bảo quản chặt, đừng hứ hênh để kẻ lạ theo dõi, đột nhập vào nhà trộm cướp mất tiền mà tính mạng cũng bị nguy hiểm. Chuyện tình cảm không ai nói trước được điều gì, giống như thời tiết nắng mưa thất thường, nhất là khi có người thứ ba xuất hiện. Thay vì hoài nghi mâu thuẫn với đối phương, hãy xem xét lại chính bản thân mình. Phải chăng tình cảm đã nguội lạnh là nguyên nhân gây ra tất cả? Trong tháng cần đề phòng bệnh cũ tái phát, nhất là các bệnh về hệ tiêu hóa như đau dạ dày, viêm loét dạ dày hoặc hành tá tràng. Hãy xem chi tiết vận hạn trong tháng 9 năm 2018 âm lịch của người tuổi Thân. Tử vi của tuổi Dậu trong tháng 9 năm 2018 âm lịch. Về dương lịch là từ ngày 9 tháng 10 năm 2018 đến ngày 6 tháng 11 năm 2018. Về can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Nhâm Thủy, địa chi là Tuất Thổ, đặc trưng là Tam Thổ khắc Thủy. Thái tuế là thiên can tương vượng, địa chi bản mệnh. Đề phòng tiểu nhân hãm hại trong mọi công việc, xem tử vi 2018 của người tuổi Dậu trong tháng 9 2018 âm lịch. Dậu Tuất tương hại, đố kỵ lẫn nhau, mang điểm báo tiểu nhân hãm hại trên con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh. Theo đó cần hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc, nhượng bộ một chút để được yên ổn. Với những việc quan trọng bạn nên tiến hành một mình, bởi tai tách mạch rừng bạn cũng có thể chuyển thành thù nếu cạnh tranh về tiền bạc, lợi ích hay quyền lực. Về tình hình tài chính mất dần sự ổn định, thay vào đó là lúc thăng lúc trầm, khó đoán định. Tuổi Dậu vốn có kỹ năng quản lý tài chính tốt nhưng lại mắc tật chủ quan, không tính toán kỹ càng hoặc quá coi trọng bản thân nên vẫn khó tránh khỏi sai lầm. Tháng này có hiện tượng phá tài nên giữ túi tiền thật chặt. Về sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, bệnh cũ tái phát, có họa huyết quang, tai nạn xe cộ bất ngờ nên thay đổi thói quen trong cuộc sống tích cực hơn. Hạn chế ăn hàng quán, hút thuốc lá, rượu bia để cải thiện thể chất của chính bạn. Về tình cảm lứa đôi trục trặc, dù là đã kết hôn hay đang yêu, mâu thuẫn liên tiếp nổ ra, nguyên nhân chính vẫn là sự đối lập về quan điểm sống, cũng như cái tôi của cá nhân quá bướng bỉnh của cả hai. Hãy xem chi tiết vận hạn tháng 9 năm 2018 âm lịch của người tuổi Dậu. Tử vi về tuổi Tuất trong tháng 9 năm 2018 âm lịch. Về dương lịch là từ ngày 9 tháng 10 năm 2018 đến ngày 6 tháng 11 năm 2018, can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Nhâm Thủy, địa chi là Tuất Thổ, đặc trưng là Tam Thổ khắc Thủy. Thái tuế là thiên can tương khắc, địa chi bản mệnh. Tương đầu với thái tuế, khó khăn đầy rẫy, hung họa không lường. Xem tử vi tháng 9 2018 của người tuổi Tuất, bản mệnh tương đầu với thái tuế, vận trình đầy rẫy khó khăn. Có thời điểm bản mệnh nảy sinh tâm lý chán nản, tự khép mình vào thế giới riêng, ngại giao tiếp với người xung quanh, tự đẩy mình ra khỏi tập thể, không có lợi cho con đường phát triển về sự nghiệp. May mắn là tình hình tài chính trong tháng vẫn khá ổn định, bạn không phải lo lắng hay suy tư quá nhiều về tiền bạc. Về tài chính có dấu hiệu tăng nhẹ, thứ tài cũng khởi sắc hơn. Tuy nhiên, dấu hiệu phá tài vẫn rõ ràng, nên chi tiêu tiết kiệm vẫn hơn, đầu tư phải thận trọng, kẻo bị kẻ xấu lừa gạt. Bản mệnh nên xem phong thủy hàng ngày để có được những lời khuyên hữu ích về tài chính. Về phương diện tình cảm nhìn chung ổn định, không nhiều biến động, dám yêu dám ghét, dám làm dám chịu vốn là cái tính đặc trưng của người tuổi Tuất, nhưng khi đã thực sự rơi vào lưới tình thì không ai có thể nói trước được điều gì. Dù thế nào đi nữa, hãy là chính mình trong mọi hoàn cảnh, yêu lý trí một chút sẽ tốt hơn là ủy mị lụy tình. Về mặt sức khỏe trong tháng, cần chú ý đến các vấn đề về da như dị ứng, ngứa ngáy, mẩn đỏ, kịp thời đi khám để được sự tư vấn và cách điều trị dứt điểm. Để lâu, triệu chứng khó chịu biến thành bệnh mãn tính thì nguy. Hãy xem chi tiết vận hạn tháng 9 năm 2018 âm lịch của người tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi tháng 9 năm 2018 âm lịch.
Về dương lịch là từ ngày 9 tháng 10 năm 2018 đến ngày 6 tháng 11 năm 2018. Về can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất, ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất. Về thiên can là Nhâm Thủy, địa chi là Tuất Thổ, đặc trưng là Tam Thổ khắc Thủy. Thái Tuế là thiên can tương khắc, địa chi bản mệnh, hung cát đan xen, trong họa có phúc, không phải đắn đo. Luận giải tử vi chọn đời cho thấy, sang tháng Nhâm Tuất của người tuổi Hợi có hung cát đan xen, nhìn chung là tháng khá yên ổn, không phải lo lắng quá nhiều. Về công việc tiến hành đều đặn, có đi có đến, kết quả cuối cùng nhưng hiệu quả không thực sự tốt. Đôi khi cách thức làm việc quyết định phần lớn tới kết quả công việc. Hãy thử thay đổi cách làm hiện tại, biết đâu nó sẽ mang tới nguồn cảm hứng hoàn toàn mới, giúp bạn có được sự đột phá trong sự nghiệp. Về tài vận tuy có khởi sắc nhưng chậm, dù sao đi nữa bạn cũng khá may mắn về vấn đề tiền bạc. Không lo túng thiếu, chi tiêu trong tháng không hề ít nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của bạn nên không phải quá bất ngờ. Về tình hình kinh doanh, buôn bán ở mức khá, doanh thu đều, không lo ế ẩm, chuyện tình cảm dần đi vào giai đoạn ổn định hơn trước. Đôi bên đã chịu dành thời gian chia sẻ, quan tâm đến cảm xúc của nhau nhưng vì áp lực cuộc sống hai bạn vẫn dễ nảy sinh cãi vã và mâu thuẫn. Về người độc thân, đào hoa khởi vượng, chủ động tìm kiếm nửa kia cho mình, tỷ lệ mai mối thành công khá cao. Về sức khỏe của người tuổi Hợi khá ổn định, hãy chú ý dinh dưỡng bằng thực phẩm và duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, chú ý đảm bảo an toàn khi tới các vùng sông nước, tránh tình trạng bị chết đuối hoặc ngạt nước. Hãy xem chi tiết vận hạn trong tháng 9 2018 âm lịch của người tuổi Hợi. Trên đây là những phần luận giải về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức về lá số tử vi nhé. Hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của kênh Kiến Thức. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Hey, come.